Lần đầu tiên, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 sẽ mở cửa đón khách du lịch dịp 30 tháng 4. Trước đây, thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch đưa một số trụ sở cơ quan nhà nước có kiến trúc độc đáo tương tự vào khai thác du lịch nhưng chưa thực hiện được vì là nơi làm việc. Khách chỉ có thể chụp hình từ bên ngoài chứ chưa có cơ hội được tham quan bên trong. Chương trình tham quan này là định hướng phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, gắn với văn hóa lịch sử, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước, giới thiệu hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh cởi mở, thân thiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố trong dịp lễ 30 tháng 4. Đây là lần đầu tiên trụ sở Ủy ban Nhân dân mở cửa đón khách, tuy nhiên sẽ ở mức hạn chế và theo khung giờ chỉ định. Du khách nội địa hay quốc tế đi theo đoàn cần đăng ký trước với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cũng có thư mời tới một số cựu chiến binh, người cao tuổi, thiếu nhi và đoàn viên thanh niên tiêu biểu. Dự kiến khung giờ mở cửa từ 8 đến 12 giờ và từ 14 đến 17 giờ trong ngày 29 tháng 4 và 30 tháng 4. Mỗi lượt tối đa có 2 đoàn tham quan, mỗi đoàn tham quan không quá 30 người và phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Du khách sẽ được tham quan một phần trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố như sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, cầu thang chính ở tầng trệt, sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, phòng họp số 5 và ban công ở tầng 1. Mỗi lượt tham quan kéo dài 60 phút. Du khách có 15 phút tham quan trước trụ sở, 35 phút bên trong trụ sở và 10 phút chụp hình trong khu vực được tham quan. Đồng thời, du khách sẽ được nghe thuyết minh giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của tòa nhà, tổng quan điểm nhấn kiến trúc thiết kế nghệ thuật bên ngoài tòa nhà, công năng của từng phòng. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1889, hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Firmin Gades thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Tòa nhà từng có tên gọi khác là dinh xã Tây xưa. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là một trong những di sản kiến trúc Pháp còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, tòa nhà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, có hơn 110 năm tuổi. Khu vực được công nhận là khối nhà chính trên đường Lê Thánh Tôn được xây dựng từ năm 1898 đến 1909, trừ khối nhà mới xây dựng trên nền chung cư 213 Đồng Khởi cũ. Thời Pháp thuộc trụ sở tòa nhà chính Lê Thánh Tôn có tên Hotel de Ville hay còn gọi dinh xã Tây. Một số tài liệu cho thấy công trình do kiến trúc sư Firmin Gades thiết kế, mô phỏng từ tòa thị chính Paris theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp. Cấu trúc điển hình với phần chính giữa là tháp nhọn nhô cao, hai bên có hai tầng mái đăng đối, bên trái và bên phải tòa nhà thấp hơn so với các phần còn lại. Thiết kế mặt đứng công trình có sự pha trộn của nhiều phong cách kiến trúc châu Âu. Tôi là Trang Trần đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.